Chiều tối ngày 10 tháng 9, giao thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đã bị ùn tắc gần 2 giờ do xảy ra va chạm giữa ô tô 7 chỗ và xe container. Theo đó, khoảng 18 giờ 15 phút, xe container biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành. Khi đến gần cầu Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2 thì va chạm với ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm cho chiếc ô tô bị ủi đi một đoạn rồi xoay ngang đường. May mắn những người ngồi trên xe không ai bị thương, nhưng giao thông qua khu vực đã bị tê liệt hoàn toàn gần 2 giờ. Hàng ngàn phương tiện xếp hàng kéo dài hơn 3 km ra tới đường Mai Chí Thọ. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái phải chặn xe không cho lên cao tốc, đồng thời phân luồng cho các phương tiện đi vào làn xe máy. Đến hơn 20 giờ tối cùng ngày, giao thông qua khu vực mới được giải tỏa, lưu thông ổn định trở lại.